Các con theo dõi đề bài của ngày hôm nay. Em hãy viết lên những cảm nghĩ của mình khi đọc đoạn thơ. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Câu thơ trích trong bài Việt Nam thân yêu của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Vậy với bài mà chúng ta cần nêu cảm nghĩ thì ta vẫn cần phải hiểu. Và muốn hiểu, tất nhiên ta vẫn phải đọc để cảm nhận. Chúng mình cùng sang phần thứ nhất, phần đọc hiểu nội dung. Với thể thơ lục bát, các con dễ dàng tìm được cách đọc vì con đã rất quen với thể thơ này. Nhưng với một bài với âm điệu nhẹ nhàng du dương như lời du, lời hát thì con chú ý cách ngắt nhịp và một số từ nhấn để tạo nên cái nhịp điệu của lời du ấy nhé. Ở câu thơ thứ hai, con sẽ ngắt theo nhịp 4-4. Còn câu thơ thứ ba thì con sẽ ngắt theo nhịp 2-4. Trong phần này, các con cũng chú ý ở câu cuối ta sẽ ngắt theo nhịp 6-2. Như vậy, hơi đặc biệt một chút so với thể thơ lục bát, nhưng đó sẽ tạo nên âm điệu trong cách đọc. Bên cạnh đó, con chú ý nhấn ở những từ ngữ hình ảnh gợi tả như từ mênh mông hoặc cụm từ để khẳng định đâu trời đẹp hơn, hình ảnh miêu tả dập dờn. Chính vì cách nhấn, cách đan xen như thế này sẽ tạo cho nhịp điệu được nhẹ nhàng, êm ái. Các con nghe cô đọc và cùng đọc theo cô nhé. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.